nhà hàng New Ba Ba ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa qua đã gây sốc khi chơi trội bán tô phở bọc có giá lên tới 13.800 NDT, 46,8 triệu VND. Chẳng có kích cỡ khổng lồ như những tô phở bò ở trời Tây, cũng chẳng đựng trong bát bằng kim cương, đá quý. Vậy vì sao tô phở này lại có giá cắt cổ như thế? Nhà hàng Trung Quốc gây sốc khi bán tô phở có giá 46,8 triệu đồng. Ảnh chụp thực đơn của nhà hàng cho thấy có 3 loại phở bò với mức giá bình thường, giao động từ 8.100 NDT/bát, 27.000, 34.000 VND. 3 loại cao cấp còn lại được cư dân mạng đồng loạt mệnh danh là món phở có giá trên trời. Một bát phở gà sang chảnh có giá 108 NDT, 366.000 VND. Phở bò sang chảnh có giá 398 NDT, 1,3 triệu VND. Và phở bò sang chảnh siêu cấp có giá 13.800 NDT, 46 triệu VND. Trong đó, loại 398 NDT có thêm một con tôm hùm úc nặng 0,6 kg, một nhánh đông trùng hạ thảo bổ dưỡng. Loại 13.800 NDT thì có thêm một số nguyên liệu nghe có vẻ quý hiếm nhưng không ai biết là gì, bao gồm tứ quý trên trời, tứ quý trên đất và tứ quý dưới biển. Món phở bò sang chảnh siêu cấp đã ra mắt được hơn nửa năm, tính đến nay đã bán được tổng cộng 4 bát. Theo giám đốc nhà hàng tiết lộ, món phở đắt tiền nhất chỉ được bán ở cửa hàng chính. Được biết, món ăn này đã ra mắt được hơn nửa năm, tính đến nay đã bán được tổng cộng 4 bát. Trong khi đó, món phở gà sang chảnh và phở bò sang chảnh mỗi tháng đều đặn bán được vài bát. Món phở bò sang chảnh siêu cấp đã ra mắt được hơn nửa năm, tính đến nay đã bán được tổng cộng 4 bát nguyên. Nhân khiến món phở bò siêu sang chảnh có mức giá cao ngất ngưởng là vì nguyên liệu chế biến vô cùng đắt tiền. Ngoài ra, món ăn này được chính tay 12 đầu bếp mang danh hiệu quốc gia chế biến. Thực khách phải đặt trước 1 tháng để được thưởng thức món phở này, trong khi nhà hàng cũng phải mất thời gian tương tự để chuẩn bị nguyên liệu. Thời gian để đầu bếp chế biến món ăn là 1 giờ đồng hồ. Nguyên liệu đắt tiền nhất trong bát phở sẽ được lựa chọn theo mùa. Gần đây nhất là hải sâm tự nhiên, bào ngư, tôm hùm, vi cá trong, tứ quý dưới biển.